chào các bác, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại cùng đứng đường để ngắm xe. Mình đang có mặt tại cây xăng 4 số 2. Cây xăng 4 số 2 là cái vị trí mà rất là nhiều xe ở trong miền trong thì xuất phát sáng nay ở Hà Nội á, tức là bến xe nước ngầm mà đi vào và họ thường đón khách ở đây. Mình thì về quê và đứng đây chờ xe. Hôm nay mình sẽ đi xe Việt Tân, các cái nhà xe của quân khu. Hôm vừa rồi thì đi xe Đức Thành là đi ra, còn hôm nay thì đi xe Việt Tân. Mình muốn đi xe của trong tỉnh Kon Tum thôi. Xe thì đi qua rất là nhiều nhưng mà mình tiện thì mình thường đi xe đấy. Thì quay cho chị các bạn cùng xe cái hành trình. Mình rất là hay đi xe khách. Trong những ngày vừa rồi thì gọi là rất nhiều loại xe, xe tải, các cái tuyến đường như thế này thì đây là đường tránh Thanh Hóa, làm xe rất là nhiều. Nhà xe Khánh Đăng 18, biển số 18. Rất là nhiều xe. Và mình chia sẻ những cái video xe khách thì rất là nhiều anh chị các bạn quan tâm. Thời tiết Thanh Hóa thì hôm nay trời âm u và có gió nhẹ, hiện tại thì không có mưa. Thời tiết thì rất là mát mẻ và xe ở phía Bắc, tức là các bến xe Hà Nội vào rất là mạnh. Cho thấy là cái huyết mạch giao thông thì nó cực kỳ quan trọng ha. Xe khách và đặc biệt là đối với xe khách mà phục vụ đường dài. Mình có đại những cái video chia sẻ, rất là mong các bác, anh chị, các bạn, những người làm nghề quản lý nhà xe ha. Đây là nhà xe Tiến Phương, biển số 36B, cũng như là Tiến Phương đi đầu ha. Rất là nhiều nhà xe thì mình không có biết các bác nhá. Nhà xe Tôn Thắng Thái Bình, xe biển số 17. Cho thấy rằng là cái huyết mạch giao thông và xe khách thì như một cái huyết mạch giao thông để đưa hành khách đó. Nước ngoài thì chúng ta đi máy bay, nhưng trong nước thì chúng ta đi ô tô. Ngoài phương tiện cá nhân thì xe khách là cực kỳ quan trọng để góp phần cho cái kinh tế. Chúng ta đi làm việc, đi công tác ở khắp mọi miền đất nước và trên xe khách. Chính vì vậy mà những chuyến xe khách thì, đi hàng ngày, không bây giờ thì trước đây thì rất là nhiều xe, nhưng mà cái chất lượng thì càng ngày càng được nâng lên. Chúng ta bây giờ không những đi an toàn mà chúng ta cần phải đi xe nó phải là sạch này, đảm bảo sức khỏe này, đúng không? Cho nên mình đã từng chia sẻ về cái việc bởi cái nỗi ám ảnh về cái mùi trên xe khách đó. Rất là nhiều xe cá nhân, phương tiện cá nhân. Chúng ta thấy nhà xe An Việt đi Huế, biển số 29, đang đón khách từ cái xăng 4 số 2. Mình vẫn chưa thấy nhà xe Việt Tân nên tranh thủ. Bên kia là xe Tiến Phương đi ra phía Bắc. Ở đâu thì bây giờ cái xe VinFast rất là nhiều các bác. Xe điện của Bắc Vượng. Những chiếc container chở đầy hàng, thường thì sẽ chở trái cây, mùa này thì có sầu riêng ra phía Bắc.
xe Khánh Đăng. Các bác tài xế vừa nhà xe Việt Tân vừa gọi mình tưởng là xe Việt Tân, đó là xe Khánh Đăng. Chắc là gần tới đây rồi. Xe Quân An, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Vinh. Chưa phải là xe của mình. Bên kia là một chiếc xe 29-93-169, xe chạy đi Hà Nội, không có tên. Giờ này thì xe chủ yếu là xe từ phía Bắc ra các bạn nhé. Đấy, tầm này là 9 giờ thì xe phía Bắc từ ra thôi. Và xe ở trong Nam, phía Bắc phía ra và chậu trong Nam, phía Bắc vào chứ, phía Bắc đi vào, còn phía trong Nam ra thì thường là buổi chiều kìa. Một chiếc xe Việt Tân từ trong con tum ra, chắc chắn là xe Việt Tân đi vào sẽ sắp tới đây rồi. Đấy, xe Việt Tân đi ra, xe Việt Tân thì có màu xanh xanh khá là khác biệt, chắc là xe ra để chuẩn bị tới rồi. Xe Đức Thành, hôm vào mình đi xe Đức Thành, hôm nay thì mình đi xe Việt Tân. Xe Đức Thành chạy chắc là sau bên xe Việt Tân. Mình thì đi xe Việt Tân, hôm nay mình đi xe Việt Tân thôi. Phương tiện cá nhân thì bây giờ rất là nhiều luôn. Có một chiếc xe khách đang tới rồi, không biết có phải là xe Việt Tân của chúng ta không nhỉ? Biết phải xe Việt Tân không? À đây, xe Việt Tân đây rồi. Xe Việt Tân đã tới. Việt Tân Kon Tum đây, mình sẽ lên đây. Ok. Rồi. Mình đã lên xe và tạm biệt Thanh Hóa. Mình đã lên xe Việt Tân. Và mình sẽ review cái xe phòng của Việt Tân để chúng ta cùng xem nhé.